Thưa quý vị, ngày hôm qua, khán giả và các nghệ sĩ miền Bắc chưa hết buồn thương khi phải tiễn đưa cố nghệ sĩ ưu tú Phạm Bằng về nơi an nghỉ cuối cùng, thì đến buổi tối lại nghe tin dữ từ phương Nam khi nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan, giọng ca vàng của cải lương Việt đã qua đời ở tuổi 81 vì căn bệnh ung thư gan. Vâng, và với người dân phương Nam là nơi sinh ra và phát triển của nghệ thuật cải lương, thì người nghệ sĩ này đã chiếm trọn tình cảm của họ và được công chúng ái mộ dành cho những mỹ từ như là đệ nhất đào thương, nữ hoàng vọng cổ hay là vương nữ xương triều, và nổi tiếng nhất là cái tên sầu nữ. Vì sao nghệ sĩ Út Bạch Lan lại được gọi với cái tên này, và phải chăng cái danh xưng này cũng vận vào con người bà nên cuộc đời của Út Bạch Lan cũng nhiều nỗi buồn nước mắt hơn là niềm vui? Và tổng hợp sau đây của phóng viên Chào Buổi Tối sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cuộc đời của bà sầu nữ Út Bạch Lan. Trong giới nghệ sĩ cải lương thì có lẽ nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan là được gắn cho nhiều mỹ danh nhất. Nhưng biệt danh đóng đinh giọng ca, phong cách diễn của cô Út trong lòng khán giả bao nhiêu năm qua chính là sầu nữ Út Bạch Lan, do cố soạn giả Hà Huy Hà đặt cho vào đầu thập niên 60. Vì chất giọng đồng pha thổ nghe thương cảm chơi vơi, đêm đêm khơi nguồn lệ của hàng ngàn khán giả mộ điệu cải lương. Bản thân bà cũng thừa nhận đây là danh xưng mà bà ưng ý nhất. Sở hữu một giọng ca buồn đứt ruột, thường xuyên vào những vai đào thương có số phận chuyên chuyên, hẩm hiu, mà nổi bật là Hương, Nửa Đời Hương Phấn, Hằng, Con Gái Chị Hằng. Nét ca diễn hay tự bản thân Út Bạch Lan đã toát ra vẻ sầu muộn khó tả. Biệt danh sầu nữ ra đời và gắn liền với giọng ca buồn, những vai diễn buồn và cả cuộc đời cũng vui ít, buồn nhiều của cô Út. Tuổi thơ cơ cực, mồ côi, sau này thành danh nên duyên cùng nghệ sĩ Thành Được để trở thành cặp đôi vàng của sân khấu cải lương. Những tưởng cuộc đời bà đã có một cái kết viên mãn. Thế nhưng, ở đỉnh cao danh vọng và tuổi xuân rực rỡ, cô đào Út Bạch Lan cũng không thể trói buộc được trái tim đa tình của người chồng hào hoa Thành Được. Lần lượt, từ người đàn bà xa lạ, bế con của chồng đến tìm. Và Út Bạch Lan đã phải nén đau nuôi 4 đứa con rơi của chồng mình, cho dù khi hai người đã chia tay. Ấy vậy mà, đến cuối đời, bà vẫn tự thấy mình may mắn và thanh thản dồn mọi tâm sức để đi làm từ thiện và đóng góp cho sân khấu cải lương. Dù mang nhiều bệnh, nhưng bà vẫn nhiệt tình gật đầu với mọi lời mời diễn. Đây là hình ảnh Út Bạch Lan trong một chương trình diễn ra chỉ cách đây 3 tháng. Trích đoạn vở cải lương mà quý vị và các bạn vừa nghe được vừa rồi có tên là Hoa Lan Trắng, do soạn giả Viễn Châu soạn riêng cho nghệ sĩ Út Bạch Lan. Bài ca này viết về chính cuộc đời của bà và cũng là bài hát biểu diễn ở sân khấu nào bà cũng được mọi người yêu cầu nhiều nhất. Hoa Lan Trắng cũng là tên của tổ chức từ thiện do nghệ sĩ lập ra để cùng với các nghệ sĩ khác giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. 81 năm của cuộc đời thì nghệ sĩ Út Bạch Lan đã dành hơn 60 năm của cuộc đời cho cải lương, và cho đến cuối đời thì bà chia sẻ là chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là trúng xổ số tầm 6 đến 7 tỷ. Lý do thì không phải là để mua sắm gì cho bản thân mà là để có tiền để dựng một sân khấu cải lương để những người yêu cải lương thì có thể tìm đến. Vâng, bản thân tôi thì vì là người miền Bắc cho nên tôi cũng không hiểu nhiều về cải lương để thưởng thức cũng như là về nghệ sĩ. Tuy nhiên thì những cái tên nghệ sĩ gạo cội như là Út Bạch Lan hay là Thanh Tòng, Thanh Nga, Bạch Tuyết từ rất lâu thì đã gắn bó với những người dân. Với người miền Nam thì Út Bạch Lan được coi là một cây đại thụ của cải lương. Với các nghệ sĩ trong Nam thì sầu nữ được tất cả kính yêu gọi là má. Và linh cữu của nghệ sĩ ưu tú Bạch Lan sẽ được quàn tại chùa An Ấn Quang, đường Sư Vận Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ động quan sẽ được tiến hành vào lúc 7 giờ ngày 8 tháng 11 và sau đó thì sẽ hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.